cả mọi người đã cùng quay trở lại với nhóm Beautiful Girl. Mình là Linh Hương đây, chào mừng các bạn đến với chuyên mục make up của mình. Mình thấy rằng nhiều bạn nói rằng make up rất là khó này. Các sản phẩm để make up thì có giá thành rất là cao. Vì vậy hôm nay mình muốn chia sẻ đến mọi người cách make up khi đi học đi chơi của mình, và đặc biệt là với những sản phẩm có giá thành rất là bình dân, phù hợp với sinh viên, học sinh. Mọi người hãy cùng theo dõi mình nhé. Trước tiên là mình sẽ dùng chiếc băng rôn này để cho làm gọn tóc lên, và sau đó mình sẽ dùng chiếc lô để cuốn lại này. Sau nào chúng ta sẽ cùng bắt đầu thôi. Bước đầu tiên là mình sẽ sử dụng kem dưỡng ẩm để giúp cho da được mịn màng và căng bóng hơn. Mọi người chờ cho cái lớp dưỡng ẩm này nó khô thì chúng ta sẽ thực hiện bước sau nhé. Bây giờ là sẽ đến bước kem chống nắng. Kem chống nắng là một bước rất là quan trọng nên là các bạn không thể quên được nhé. Bước tiếp theo chính là có thể sử dụng kem lót này, kem nền này. Nhưng mà hôm nay mình muốn giới thiệu cho các bạn một sản phẩm mà mình mới sử dụng, đó chính là kem đào của Hàn Quốc. Mình tìm hiểu thì thấy kem đào này có thể thay thế cho kem lót này, kem nền này, mà có độ che phủ rất là cao và nâng tông rất là tốt, nên là mà đặc biệt là giá thành rất là rẻ. Mọi người hãy thử sử dụng xem nhé. Đây là lớp nền của mình đã vừa thực hiện xong, rất là căng bóng đúng không? Kem đào này mình thấy rất là tốt. Tiếp theo là mình sẽ sử dụng dưỡng môi. Và bây giờ đến một bước rất là quan trọng, đó chính là che vết tích. Che đi những vết mụn, vết thâm. Mình làm tóc mắt này. Và sau đây mình sẽ đến bước kẻ lông mày. Bên này mình đang kể xong. Mình sẽ đây là hai bên lông mày của mình đã được hoàn thiện. Tiếp theo thì mình sẽ vẽ màu mắt. Đây là bảng màu mắt của mình. Bảng màu mắt này mình order từ bên Thái. Bảng màu mắt này mình rất là thích cái bảng màu mắt này, và giá của nó thì chưa đến 200.000 đồng. Mình thấy giá cả rất là phù hợp. Đầu tiên thì mình sẽ đánh một lớp nền màu nhạt lên hết màu mắt. Tiếp theo mình sẽ chọn một màu đậm hơn đánh vào cuối đôi mắt. Mọi người đừng quên đánh cả bóng mắt dưới nhé.
vì là đánh nhẹ nhàng sơ sơ đi học thôi thì là mình sẽ không đánh quá đậm, và mình sẽ thêm một chút nhũ óng ánh để cho đôi mắt được long lanh hơn. Tiếp theo thì mình sẽ kẻ mắt để giúp cho đôi mắt được to tròn và sắc nét hơn một chút, nhưng mình sẽ không kẻ quá đậm. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng kẹp mi, và mình có một mẹo nhỏ là muốn kẹp mi được cong ấy thì mình sẽ dùng bật lửa để hơ nóng trước kẹp này, để cho khi kẹp mi thì mi sẽ rất là cong. Mọi người hãy cùng thử nhé. Mình đã chốt xong mi. Tiếp theo mình sẽ sử dụng bút đánh khối để đánh sống mũi. Sau đây mình sẽ đánh son, và mình sẽ tận dụng son luôn để đánh má hồng. Cuối cùng mình sẽ sử dụng phấn phủ để khóa lại toàn bộ lớp trang điểm vừa rồi. Bây giờ mình sẽ chỉnh trang lại tóc và làm qua tóc một chút. Vậy là buổi make up của mình hôm nay sẽ kết thúc tại đây. Mình mong những chia sẻ của mình sẽ giúp ích được mọi người, và mong mọi người hãy ủng hộ và theo dõi những video tiếp theo của Beautiful Girl.